Hôm nay tôi trở về thăm trường cũ, cục hoa đã cầm tay thầy giáo đâu rồi. Bao năm học hành ông chửi mình ngu, ông lôi chúng mình ra đánh, đến hôm nay phải tìm phục thù. Hôm sau thầm thầy cầm nguyên bọc đá, cùng với thùng bia mời ông đi nhậu. Nhưng ai nào ngờ thầy đã chạy xô, ông đi dạy kèm mấy đứa, nó cũng ngu giống mình ngày xưa. Giờ đã trưa rồi, bóng thầy giờ mãi nơi đâu. Mua bia đã sẵn xong rồi, nhưng mà thầy ở đâu chẳng thấy. Ai ơi, nếu mà chờ thầy hơi lâu, sắp ra mồi về nhà cho xong, chờ thầy đã tan còn nhìn quá buồn. Bao năm đời chờ chỉ có ngày tốt, mà ông lại đi đành sách ra bia về. Công ơn của thầy đến đáp lần sau, đóng bia mang về còn uống, chứ để nó hư còn lại là thằng ngu. Thầy hỡi con buồn, tính thầy vẫn giống như xưa. Năm nay lớn tuổi quá rồi, nhưng mà thầy thì không đổi tánh. Năm sau nếu thầy xài giờ giấy thun, chắc lần này thầy lung nha, nếu mua bia thăm thầy chết liền. Năm nay nằm gì mà thầy chơi kỳ quá, môi đó bạn đây thầy ở đâu rồi. Bao nhiêu học trò chờ toát mồ hôi, 20 tháng 11 năm tới, chỉ mong sao tánh thầy hiền hơn. Bao nhiêu học trò chờ toát mồ hôi, 20 tháng 11 năm tới, chỉ mong sao tánh thầy hiền hơn.